xong làm nhà tôi thấy là nên thiết kế. Có cái hóa đơn chuyển tiền toàn cỡ 50 triệu, 70 triệu, 98 triệu, 90 triệu, 95 triệu, 200 triệu, hơn 200 triệu thì một cái thiết kế có hơn 200 triệu. Nhưng mà đấy, tất cả cái không gian nó hợp lý hơn. Thứ nhất là thực ra là bây giờ bỏ một cái ngôi nhà để mà nói là nó hoàn hảo 100% thì chắc chắn là rất là khó. Nhưng mà để mà nói về cái mức tổng thể mà mình cảm thấy mình vẫn hợp lý một cái đấy, vì về chuyên môn của cháu nó không biết, chứ còn nhiều nhà chưa làm chưa biết, được tôi nghĩ là bỏ ra tự nhiên mất hàng mấy triệu, bằng mấy triệu thì phí mấy 30 triệu. Ví dụ như khác, những cái không gian tương lai này hạn như tất cả phòng làm sao cho hợp lý. Mà muốn xây nhà cần thiết kế thì cô sẽ giới thiệu cho thiết kế BNI. Nói chung là thiết kế là phù hợp, đẹp, cả nhà ưng ý. Ngay từ phút ban đầu vẽ cái là cả nhà ưng ý luôn. Xin chào quý anh chị và các bạn, tôi là Đức ACT, thành viên của công ty cổ phần kiến trúc BNI. Thì hiện tại thì tôi cũng như là anh Đạt đây ở trong công ty. Thì anh em cũng đang về thăm lại một cái ngôi nhà vườn cấp 4 mái Nhật cho nhà chú Hội, cô Hằng tại La Hiên, Võ Nha, Thái Nguyên. Thì đây là một cái ngôi nhà vườn mà chúng tôi đã thiết kế cho cô, cũng như là đến bây giờ thì cô đã hoàn thành hết toàn bộ phần ngôi nhà về ở nhà mới rồi. Thì chúng tôi cũng có liên hệ lại với cô và chúng tôi sẽ quay lại cái sản phẩm mà chúng tôi thiết kế cũng như là giới thiệu chi tiết đến anh chị cái ngôi nhà mà nhà cô Hằng đã hoàn thành và do chúng tôi thiết kế. Thì anh chị cùng theo chúng tôi để đi khám phá cái ngôi nhà mà cô Hằng chúng tôi thiết kế nhé. Xin chào anh chị, thì hôm nay hiện tại tôi đang đứng ở chỗ nhà cô Hằng tại Võ Nha, Thái Nguyên. Thì hôm nay chúng tôi cũng về thăm lại cái ngôi nhà của cô khi mà đã hoàn thành rồi. Thì anh chị cùng theo dõi quá trình chúng tôi giới thiệu đến anh chị ngôi nhà chi tiết của nhà cô Hằng nhé. Vâng,
sau mình chỉ lắp mấy cái viên cho này. Chuyển ra đây. Đây đây, cô bạn là cái đằng sau đấy. Đằng sau là chưa định hình. Thực ra mấy cái cây kia để vậy cũng được, nó có cây bóng mát vậy. Ừ, vẫn cứ để đấy. Để vậy. Đây xong rồi mình chỉ trang trí đằng này thôi. Còn về kia hai cây cây đào kia là đến Tết cũng đánh vào đây. Đấy, đến Tết cũng đánh vào đây. Đấy, Tết cũng đánh vào đây. Một cây đào, một cây bích đào, một cây đào phai. Đi vào uống nước đi cháu ơi. Nhưng mà đấy, tất cả cái không gian nó hợp lý hơn. Thứ nhất là thực ra là bây giờ bỏ một cái ngôi nhà để mà nói là
nó hoàn hảo 100% thì chắc chắn là rất là khó. Ừ. Nhưng mà để mà nói về cái mức tổng thể mà mình cảm thấy mình vẫn hợp lý một cái đấy. Vì về chuyên môn các cháu không biết, chứ còn nhiều nhà chưa làm, chưa biết được, không nghĩ là bỏ ra tự nhiên mất hàng mấy triệu, làm mấy triệu thì phí lên mấy 30 triệu. Ví dụ như những cái không gian công an này, tất cả phòng này làm sao cho hợp lý. Mà muốn xây nhà cần thiết kế thì cô sẽ giới thiệu cho thiết kế BNI. Nói chung là thiết kế là phù hợp, đẹp, cả nhà ưng ý. Ngay từ phút ban đầu vẽ cái là cả nhà ưng ý luôn. Thì cô cứ cảm ơn, nếu có cái gì, nếu mà có điều kiện thì cứ lên đây chơi. Vâng, cháu chúc mừng cô chú nhé.